Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình chiều nay có những nội dung chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh phát động chiến dịch ngày làm sạch rác thải nhựa 2019. Lượng heo vận chuyển từ các tỉnh miền Bắc vào Nam giảm mạnh. Bắt vụ vận chuyển 118.000 viên ma túy tại tỉnh Quảng Trị. Bệnh sởi trong nước vẫn chưa có dấu hiệu giảm, trong khi đó dịch bệnh này đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, cùng với chu kỳ bùng phát dịch sởi sau 5 năm, vì vậy nguy cơ bùng phát dịch là rất cao. Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, dẫn đầu đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh sởi tại Thành phố Hồ Chí Minh trong sáng nay. Theo Sở Y tế thành phố, từ năm 2018 đến hết tháng 2 năm 2019, toàn thành phố ghi nhận 4.327 ca sởi, số ca bệnh sởi tăng cao nhất vào tuần thứ tư năm 2019. Hiện số ca đang có dấu hiệu giảm hàng tuần. Số trẻ em toàn thành phố được tiêm trong chiến dịch bổ sung vaccine sởi rubella là 156.632, chiếm 53% tổng số trẻ cần tiêm sau khi điều tra trên địa bàn thành phố. Tóm lại là phải tiêm vừa bảo vệ cho đứa trẻ đó và bảo vệ cho họ khi trở thành người mẹ. Và giải pháp cơ bản vẫn phải là tiêm phòng. Tiêm mọi lứa tuổi, 9 tháng tuổi, 12 tháng tuổi, trên 1 đến 5 tuổi. Và ngành y tế cũng như là đã tạo điều kiện hỗ trợ tối đa là tiêm trong độ tuổi và tiêm chiến dịch bổ sung. Đề nghị những cái nơi chích dịch vụ phải tham gia chích sở cho mình lúc 9 tháng, phối hợp giữa tiêm chủng mở rộng là chích chủng dịch vụ. Từ đầu năm đến hết tháng 2 năm 2019, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 629 ca đến khám bệnh sởi, trong đó có 443 ca nhập viện. Cũng trong sáng nay tại công viên 23 tháng 9, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với lãnh sự đoàn tại thành phố đã tổ chức lễ phát động chiến dịch ngày làm sạch rác thải nhựa 2019. Chương trình mong muốn triển khai tinh thần hội nghị thượng đỉnh G7, nâng cao ý thức của người dân và kêu gọi những hành động thiết thực chung tay bảo vệ môi trường. Tại lễ phát động đã diễn ra tọa đàm giữa đại diện lãnh sự đoàn tại thành phố, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các chuyên gia về tác hại của ô nhiễm chất thải nhựa, các giải pháp ngăn chặn phát sinh rác thải nhựa ra môi trường, cũng như hành động của người dân nhằm chung tay bảo vệ môi trường. Thành phố Hồ Chí Minh đã hành động rất tích cực và chủ động đối với vấn đề rác nhựa, trong đó có sáng kiến phân loại rác vào tháng 11 năm 2018 và gần đây là chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng. Chúng là ô nhiễm rác nhựa là vấn đề toàn cầu, nhưng nhiều hoạt động cần được thực hiện ở cấp độ địa phương. Dịp này, lãnh đạo thành phố cùng các tổng lãnh sự đã phát túi vải cho các tiểu thương khách đi chợ tại chợ Bến Thành. Một hành động rất là thiết thực và cũng rất là tốt để vấn đề mà đảm bảo vệ sinh môi trường. Nó không có tạo ra tình trạng mà xả rác bừa bãi và tiết kiệm được cái kinh tế. Một cái vải này ta có sử dụng được nhiều lần. Mỗi túi vải như thế này thì rất đơn giản, dễ sử dụng. Mỗi người, mỗi nhà, mỗi khu dân cư, khu chợ, nếu thay đổi được thói quen sử dụng thì sẽ làm nên một sự thay đổi lớn cho chính môi trường sống của chúng ta. Thông tin từ trạm kiểm dịch động vật Ông Đồn đóng trên quốc lộ 1A tỉnh Đồng Nai, khoảng 5 ngày qua lượng heo vận chuyển từ các tỉnh miền Bắc vào Nam giảm mạnh. Nếu như trong những ngày cuối tháng 2, mỗi ngày trạm ghi nhận từ 3.000 đến 3.500 con heo được đưa từ Bắc vào Nam, thì nay mỗi ngày chỉ còn từ 1.000 đến 1.500 con. Nguyên nhân là do Thành phố Hồ Chí Minh ngừng nhập heo từ các tỉnh miền Bắc, chênh lệch giá heo hơi giữa hai miền không đáng kể. Việc đưa heo ở miền Bắc vào miền Nam tiêu thụ không mang lại lợi nhuận. Tuy nhiên, vẫn có một số xe cố tình đi vào các đường nhỏ nhằm tránh sự kiểm tra. Tức là chúng ta sẽ kiểm tra thứ nhất là giấy kiểm dịch động vật, nơi xuất phát. Thứ hai là các dây niêm phong, rồi là thực trạng của cái tình hình mà động vật ở trên xe. Đặc biệt những con nào có nghi ngờ, chúng tôi sẽ giữ xe lại. Đến nay, trạm kiểm dịch chưa ghi nhận heo chết, mắc bệnh lưu thông qua trạm. Các trạm kiểm dịch đều kiểm tra, kiểm soát phun phòng dịch để chống cái dịch bệnh lan tràn. Từ cuối tháng 2 đến nay, Đồng Nai đã tập trung lực lượng kiện toàn trạm kiểm dịch động vật Ông Đồn, thành lập thêm một trạm kiểm dịch trên quốc lộ 20 nhằm kiểm soát heo từ các tỉnh Tây Nguyên đi qua địa bàn tỉnh. Bệnh viện chuyên khoa sản nhi Sóc Trăng hôm nay cho biết đã thực hiện nối thành công cánh tay phải gần như bị đứt lìa cho một học sinh 14 tuổi ở huyện Trần Đề. Nạn nhân gặp nạn khi đang đi bắt chuột ngoài đồng.
Sáng 7 tháng 3, khi tham gia bắt chuột, em bị một số người cùng bắt xô đẩy nên té vào máy gạt đập liên hợp và bị cuốn cả cánh tay và chân vào máy. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu khoảng 13 giờ cùng ngày trong tình trạng bị choáng, cánh tay phải đứt gần sát nách. Cánh tay phải đoạn gần sát nách bị đứt chỉ còn dính da, bàn tay trái bị dập nhiều ngón, đùi phải bị gãy hở độ 3. Tại bệnh viện, sau hơn 5 giờ đồng hồ, các bác sĩ đã nối xong phần cánh tay bị đứt. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo. Bệnh viện đang tích cực điều trị nhằm tăng khả năng hồi phục cánh tay phải khi đã được nối xong. Hiện nay, nhiều địa phương ở Sóc Trăng đang bước vào vụ thu hoạch lúa đông xuân. Tai nạn trên cũng là lời cảnh báo cho những người bám theo máy gặt để bắt chuột. Thời gian qua, tại thành phố Đà Nẵng liên tục xảy ra những vụ án hình sự nghiêm trọng và các đối tượng gây án có dấu hiệu sử dụng ma túy và thiếu tiền chơi game bắn cá. Điều này ẩn chứa nhiều nguy cơ hệ lụy cho xã hội, trong khi ngày càng có nhiều tiệm game bắn cá mọc ra vì lợi nhuận lớn và việc cấp phép dễ dàng. Năm 2019, dư luận thành phố Đà Nẵng rúng động vì vụ dùng súng nhựa và mìn giả cướp cửa hàng giữa ban ngày. Đối tượng khai nhận do thiếu tiền chơi game bắn cá nên gây án. Mới đây, tại một tiệm game, Công an quận Hải Châu phát hiện 7 trên 15 đối tượng khai nhận thường xuyên sử dụng ma túy khi chơi game bắn cá. Theo lực lượng công an, tất cả các bàn chơi game bắn cá đã được điều chỉnh nên người chơi game rất khó thắng và một khi đã nghiện thì có thể mất đến vài chục triệu đồng mỗi ngày. Rồi khi các em chơi xong thì hết tiền thì phải là không có tiền để xin bố mẹ nữa thì các em sẽ sinh ra cái việc đi cướp giật. Kể cả các em mượn ngay xe của đồng bọn của các em là đến đi cầm, cố thế chấp để đi tiệm game khác để chơi. Rồi là cũng vi phạm pháp luật, là lạm dụng, rồi lừa đảo, rồi chúng tôi cũng đã bắt và xử lý rất là nhiều. Không chỉ gây nghiện bằng cờ bạc trá hình, game bắn cá còn rất được các đối tượng sử dụng ma túy thích thú do những hình ảnh khi chơi game. Và một khi con nghiện game hết tiền thì nhiều hệ lụy xấu sẽ có thể xảy ra. Sáng nay trên các trang mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc một cháu bé tại thành phố Đà Nẵng bị cô giáo đánh gây thương tích khiến dư luận xôn xao. Vị phụ huynh có con liên quan cho biết sau vụ việc trên anh phản ánh lên ban giám hiệu nhà trường, nhưng việc giải quyết chưa thấu đáo khiến anh rất bức xúc. Anh Nguyễn Ngọc Bình trú thành phố Đà Nẵng cho biết, vào tối ngày 7 tháng 3, sau khi con trai anh là học sinh lớp 1 năm trường tiểu học Tôn Đức Thắng đi học ở trường về thì có dấu hiệu khác thường. Cha mẹ gặn hỏi thì cháu cho biết bị cô giáo đánh. Kiểm tra trên người của cháu, anh Bình phát hiện nhiều vết bầm tím ở mông và ở đùi. Anh cho biết thêm, tổng cộng cháu bé có 6 vết roi ở người. Hiện cháu vẫn kêu đau mỗi khi cha mẹ đụng vào vết thương. Anh Bình cũng cho biết, sau khi anh đăng tải thông tin lên các trang mạng xã hội, trong sáng ngày hôm nay 9 tháng 3, lãnh đạo nhà trường cùng cô giáo Oanh, giáo viên đánh cháu đã đến gia đình xin lỗi. Tuy nhiên, anh cho rằng vụ việc cần phải được làm rõ để tránh việc lặp lại đáng tiếc như trên. Qua trao đổi, ông Trần Ngọc Thành, hiệu trưởng trường tiểu học Tôn Đức Thắng cho biết, cô Oanh cũng đã thừa nhận việc có đánh cháu T vào ngày 7 tháng 3. Nhà trường sẽ có buổi làm việc trực tiếp với phụ huynh vào ngày 11 tháng 3 tới. Tiếp theo trong chương trình. Xe ben rơi xuống hầm đá sâu tại Bình Dương, tài xế tử vong tại chỗ. Cháy lớn tại một nhà hàng ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, thực khách tháo chạy. Ngày 9 tháng 3, lực lượng phòng chống ma túy của Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết đã phối hợp với Tian Ninh tỉnh Savanakhet, Lào, triệt phá đường dây vận chuyển mua bán ma túy xuyên quốc gia. Trước đó, vào lúc 12 giờ trưa ngày 8 tháng 3, tại bản Fusi, huyện Phan Lansay, tỉnh Savanakhet, lực lượng chức năng hai nước phối hợp bắt giữ hai đối tượng người Lào là Khăm Lã, 32 tuổi, và Bivian, 22 tuổi, cùng trú huyện Champhong, tỉnh Savanakhet, Lào, cùng tang vật 118.000 viên ma túy tổng hợp. Một xe ô tô biển kiểm soát Lào, một xe mô tô cũng mang biển kiểm soát Lào 8758, một súng ngắn cùng một viên đạn đã lên nòng. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, hai nghi phạm người Lào đã phóng xe ô tô hòng chạy trốn và sử dụng súng chống trả quyết liệt. Chúng đâm thẳng vào đầu xe công vụ của lực lượng biên phòng Quảng Trị khi bị bao vây. Rất may không có thương vong về người. Hiện lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chuyển giao đối tượng, tang vật của vụ án cho Ti An ninh Savanakhet, Lào, tiếp tục thụ lý, điều tra mở rộng. Vào mạng xã hội làm quen với các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin rồi dụ dỗ bán sang Trung Quốc. Thủ đoạn này không mới nhưng nhiều nạn nhân vẫn sụp bẫy bọn buôn người. Sáng nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Đông và Lê Xuân Dũng cùng trú tại huyện Đắk Miêu, tỉnh Đắk Nông về tội mua bán người.
Theo cáo trạng, vào tháng 10 năm 2017, Đông được một người bác ruột tên Thêu đang sinh sống ở Trung Quốc đặt vấn đề tìm kiếm phụ nữ để bán cho đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ. Mỗi trường hợp bán trót lọt, bà sẽ trả cho Đông 25 triệu đồng. Đông sau đó rủ Lê Xuân Dũng cùng tham gia. Theo đó, Đông có trách nhiệm liên lạc, cung cấp hình ảnh các cô gái và giao dịch, còn Dũng vào mạng hoặc trực tiếp tìm kiếm các cô gái để dụ dỗ. Với thủ đoạn này, từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2018, chúng lừa trót lọt 5 người, bán cho bà Thêu đưa sang Trung Quốc với tổng số tiền trên 100 triệu đồng. Hiện có 3 cô gái đã trở lại Việt Nam, 2 người còn lại chưa xác định được tung tích. Khoảng 1 giờ 15 phút sáng nay, các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh Kiên Giang bất ngờ kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính quán karaoke MT Luxury ở thành phố Rạch Giá. Lực lượng chức năng phát hiện khoảng 40 người dương tính với ma túy, mua bán và tàn trữ trái phép chất ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, quán vẫn hoạt động với gần 130 người đang tham gia vui chơi giải trí. Tiến hành kiểm tra hành chính từng người, lực lượng công an đã tìm thấy nhiều loại ma túy được cất giấu trong người một số đối tượng. Số khác bị vứt xuống sàn nhà để phi tang và được cất giấu trong xe gắn máy. Cơ quan chức năng sau đó đã lập biên bản về lỗi vi phạm hành chính như hoạt động quá giờ quy định, buông lỏng quản lý để khách sử dụng và tàng trữ ma túy tại tụ điểm kinh doanh, đồng thời đưa gần 120 người về trụ sở công an. Qua kiểm tra nhanh về ma túy, lực lượng chức năng đã xác định có gần 40 người dương tính với chất ma túy, đồng thời bắt giữ gần 10 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Chiều qua, Công an huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đã xử lý đối tượng Nguyễn Văn Thật Em, ngụ huyện Bình Đại về hành vi mua bán, tàng trữ súng trái phép. Trước đó, Nguyễn Văn Thật Em đặt mua một khẩu súng và 6 viên đạn chì qua Facebook. Sau đó, đối tượng có mâu thuẫn với một người tên Đê cũng ở huyện Bình Đại nên mang súng đi tìm Đê để giải quyết. Lực lượng trinh sát công an huyện Bình Đại nắm được tình hình nên kịp thời mời đối tượng về cơ quan làm việc. Qua đó, Thật Em đã thừa nhận hành vi của mình cụ thể như trên và giao nộp súng cùng 6 viên đạn. Hiện công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Một vụ tai nạn chết người đã xảy ra tại một hầm khai thác đá trên địa bàn tỉnh Bình Dương vào sáng nay. Nạn nhân là tài xế xe ben chở đá. Theo đó, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, tài xế Lê Xuân Tấn, 36 tuổi, quê Bến Tre, chạy xe ben vào bãi đá nằm trên quốc lộ 1K, thị xã Di An, tỉnh Bình Dương. Sau khi nhận hàng, nam tài xế trèo lên cabin phủ bạc, thì bất ngờ chiếc xe trôi tự do. Phát hiện vụ việc, tài xế liền nhảy vào cabin đập thắng nhưng không kịp. Chiếc xe cùng tài xế rơi xuống vực hầm đá với độ sâu gần 100m. Hậu quả làm nạn nhân chết tại chỗ, chiếc xe ben hư hỏng biến dạng nằm dưới đáy vực. Nhận thông tin, công an thị xã Di An đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. Một tài xế đã may mắn thoát chết khi xe anh va chạm và bị xe tải nặng tông đẩy đi hàng chục mét trên đường. Vụ việc xảy ra trưa nay trên quốc lộ 1, đoạn qua quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, chiếc ô tô lưu thông hướng từ quận 12 về huyện Bình Chánh khi qua cầu vượt Gò Mây khoảng 500m thì xảy ra va chạm với xe tải nặng chạy cùng chiều. Chiếc ô tô mất lái, xoay ngang và bị xe tải nặng đẩy đi hơn 20m, hư hỏng nặng phần hông trái. Khi chiếc xe dừng lại, tài xế bung cửa ra ngoài thoát nạn nhưng một phen hốt hoảng. Hiện trường nằm chắn hết làn ô tô, buộc các phương tiện khác phải di chuyển vào làn hỗn hợp đi chung với xe máy, gây ùn ứ kẹt xe nghiêm trọng trên quốc lộ 1 nhiều km. Hơn một giờ sau, vụ tai nạn mới được giải quyết xong. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, vào chiều nay, trên đường Tô Ký, quận 12 đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy. Hậu quả là một người tử vong tại chỗ. Khoảng 14 giờ 30 phút chiều, xe máy mang biển kiểm soát 51V16284 do một người đàn ông trung niên chưa rõ danh tính cầm lái, lưu thông theo hướng từ quận Gò Vấp về huyện Hóc Môn. Khi đến gần với giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ, quận 12, do đánh lái để tránh một xe máy khác, nên xe va vào đầu xe tải mang biển kiểm soát 51C85871 đang chạy cùng chiều phía sau. Va chạm mạnh khiến người đàn ông ngã xuống đường và bị xe tải cán qua người tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Tân Chánh Hiệp nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường và điều tiết giao thông. Đội xử lý tai nạn giao thông quận 12 cũng có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân. Vụ tai nạn đã khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc gặp rất nhiều khó khăn. Đến 15 giờ 30 phút, hiện trường vẫn chưa được giải quyết xong. Hiện nguyên nhân tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ. Một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra vào trưa nay tại một nhà hàng ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hàng chục thực khách bên trong bị một phen hoảng loạn. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Khoảng 10 giờ sáng, nhiều thực khách đang dùng bữa trong nhà hàng Hàng Dương trên đường Ngô Đức Kế, quận 1, thì phát hiện khói nghi ngút trên sân thượng, liền hô hoán cháy rồi bỏ chạy ra ngoài. Do khu vực có nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh.
Người dân sinh sống ở các nhà bên cạnh lo sợ đám cháy lan sang nên cũng tìm cách di chuyển ra bên ngoài. Nhận tin, công an cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy đã lập tức có mặt khống chế ngọn lửa. Tại hiện trường, nhiều người dân đứng lại theo dõi khiến giao thông qua khu vực ùn ứ suốt 2 giờ. Được biết, trước lúc xảy ra cháy, trên sân thượng tòa nhà đang có một tốp công nhân hàng xì làm việc. Hiện chưa có thống kê thiệt hại. Tiếp tục với những thông tin cập nhật. Sau va chạm với xe máy chạy cùng chiều, người đàn ông ngã ra đường bị xe khách từ phía sau trệt tới cán tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều nay trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Lượng, 38 tuổi, quê Bến Tre, đi xe máy lưu thông theo hướng từ đường Phú Lợi ra quốc lộ 13. Khi xe lưu thông đến ngã ba giao nhau với hẻm 112 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 74C136051 do một cô gái chạy cùng chiều. Sau va chạm, cả hai ngã ra đường. Đúng lúc này, xe khách lưu thông cùng chiều lao tới, không kịp xử lý, cán qua người khiến anh Lượng tử vong tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Trước đó, một chiếc xe chở du khách nước ngoài đã bị lật khi đang đổ dốc lầu Ông Hoàng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Vụ tai nạn làm nhiều người bị thương. Khi đó, xe đang lưu thông hướng từ Mũi Né về trung tâm Phan Thiết. Khi đổ dốc lầu Ông Hoàng, phường Phú Hải, thì xe bất ngờ mất lái sang bên phải, rớt xuống vực. Tại hiện trường, chiếc xe bị lật ngửa, dàn mui bị xẹp. Nghe tiếng la, người dân ở gần đó chạy ra đập kính, kéo các du khách ra ngoài và đưa đi cấp cứu. Nhận được tin, lực lượng chức năng nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Sửa chữa hồ nuôi hải sản, nhóm công nhân làm rơi mé khoan xuống nước khiến 3 người bị điện giật, 1 người trong nhóm tử vong. Vụ việc xảy ra tại một quán ăn trên đường Hà Huy Tập, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vào hôm nay. Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, anh Ngô Bá Khánh, 31 tuổi, cùng Tuấn và một công nhân đang đứng dưới nước trong hồ cá sửa chữa thì gặp nạn. Anh Khánh bị điện giật tử vong tại chỗ, 2 người còn lại bị thương nhẹ. Được biết, nhóm thợ này được chủ nhà hàng thuê sửa hồ cá. Lực lượng chức năng quận Thanh Khê đã đến khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.